nên đi sống cho các một con chim mọc dở nhé, mọc dở bổ to luôn nhé các bác nhé, mọc dở bổ to vừa về nhé các bác nhé. Bạn nào kết thì có thể liên hệ em nhé. Mặc kết thì liên hệ nhé, chim không tật lối nhé các bác nhé, chim chỉ là hơi mọc dở tí nhé các bác nhé, là một con chim bộ to luôn các bạn. Nào kê có thể liên hệ em nhé, con chim không tật lối nhé, chỉ là mọc dở thôi nhé các bác nhé. Con này anh nghĩ căng về là đấu rất là xẻ đấy các bạn, bây giờ vẫn chưa được căng, em đưa lá vả bây giờ đấu có khi lại ra hết đuôi các bạn. Con nào kê có thể liên hệ em nhé. Yeah.